Kính thưa quý vị, cuộc tổng vận động nhân quyền Việt Nam bắt đầu tại Quốc hội Hoa Kỳ. Hàng trăm người Việt từ khắp Hoa Kỳ, Canada và các nước châu Âu hôm nay đã tề tụ về thủ đô Washington DC bắt đầu 2 ngày tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam 2014 tại Quốc hội Hoa Kỳ. Đây là cuộc vận động thường niên lần thứ 3 do Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS có trụ sở tại bang Virginia, Hoa Kỳ tổ chức nhằm kêu gọi giới lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền. Trưởng ban tổ chức Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành BPSOS cho biết, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3, các phái đoàn vận động sẽ có các buổi tiếp xúc trực tiếp với hàng chục thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ để trình bày thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, đề nghị thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam và luật chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam do hai dân biểu Chris Smith và Ed Royce đề xướng và yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ đặt điều kiện nhân quyền vào các cuộc thương lượng với Việt Nam về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Sau các cuộc gặp gỡ, 2 giờ chiều hôm qua, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Hoa Kỳ mở cuộc điều trần về nạn đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, trong đó có phần trình bày qua video một số chức sắc tôn giáo từ trong nước. Chương trình vận động tiếp tục vào ngày hôm nay với cuộc họp khoáng đại với giới chức làm luật Hoa Kỳ ở trụ sở Quốc hội trước khi Hội nghị Xã hội Dân sự Việt Nam khai diễn tại đây vào buổi chiều. Ban tổ chức cho biết, hội nghị sẽ quy tụ phần tham luận của 18 diễn giả, bao gồm các nhà bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước, các chuyên gia nghiên cứu về nhân quyền quốc tế và các dân biểu như Chris Smith, Frank Wolf và Alan Lowenthal.